Tự nhiên nhớ em yêu quá. Hay là nhắn tin cho dậy chưa nhá. Em yêu. Em dậy chưa? Anh yêu em dậy rồi ạ. Trả lời luôn này. Em yêu ơi, nhẹo mình chưa được không? Hello, em dậy chưa? Vừa mới dậy xong. Tí mình đi chơi nhá. Mà em muốn đi đâu nhỉ? Anh nhớ em quá. Đi đi chơi nhá. Thay quần áo đi. Ok. Ui, anh nói chuyện to thế. Ui, anh Phương nói chuyện to thật đấy. Chả ngủ được. Ui, tóc cũng là đẹp thế. Trông cả bộ váy kìa. Chuẩn bị đi nhá. Được rồi nhá. Ok đấy, qua nhá. Cứ đưa cho mẹ xem thôi. Hưng. Cái Hưng. Mẹ. Mẹ. À mẹ rồi. Mẹ. Ô mẹ. Anh Phương được chuyện người yêu này mẹ ơi. Thế này, sao lại lên thẳng của anh? Ừ thế. Thì ai bảo anh được chuyện giúp tôi, em không ngủ được. Mà người yêu anh xinh đấy. Chà này, biết cái gì mẹ của anh yêu với chả đương. Bạn anh đấy. Đâu, đưa mẹ xem con dâu mẹ xem nào. Làm gì đâu mẹ. Đưa mẹ xem nào. Đây. Anh chả, Phương Lucy nhà mẹ yêu rồi đấy. Mẹ thấy bạn gái này cũng xinh xắn này, đáng yêu nữa. Mẹ, con bảo anh luôn nói chuyện rồi cứ em yêu về mẹ. Thôi mẹ, mày im đi, biết cái gì mà nói. À đúng rồi, hôm nay mẹ đi có việc. Anh Phương ở nhà dọn dẹp nhà cửa này, rồi nấu cho em Hưng nhá. Không được đi chơi linh tinh đâu. Mẹ không có nhà. Con đang định Anh Phương định đi chơi chỉ gì. Thôi, bà chị về đây có nhà nhà mình đi. Chơi làm gì. Đấy, hai anh em tự xem xét liệu việc mà làm. Bây giờ mình phải đi đây không muộn mất, đúng chưa? Vâng. Anh Phương nhỉ? Vì mày thế, hiểu không? Uầy. Đúng rồi, đây anh bảo. Đúng rồi. Không, anh đi mà chú em đi với cơ. Nếu không phải nhà tất của em của mẹ đây. Bây giờ mày mà đi cùng với anh em là cái gì nữa? Học hết việc. Anh yên tâm đi, em ý thức lắm. Khi em đi em chỉ đứng yên một chỗ thôi. Anh chị em thoải mái. Được đâu. Được rồi thôi, nghe anh. Ô anh, chị em đi nhắn tin kìa. Anh qua đón em đi ạ. Sao anh đâu thế? Đi không để biết. À, anh Bảo, bây giờ mày đi, mày phải hứa với anh là ngồi một chỗ thôi. Ok, không phải lo, thế đi anh. Đúng rồi, đi. Đi. Ông này làm gì lâu thế? Anh Phương ơi, xong chưa? Lâu thế? Ông dù hướng này lâu thật đấy. Ôi giời, ở đây rồi. Ai da, đúng cái chân những người khác trong bánh bao đấy. Đi đi không? Đi. Đi thôi. Đây, tí nhớ lời anh dặn đấy nhá. Ok. Ơ chứ. Sao đây anh? Đi qua đi. Alo em yêu à? Ừ được rồi đây, anh qua bây giờ đây. Ừ được rồi, đợi anh nhá. Ừ.
lên xe đi. Dạ em làm chê ạ. À, sao anh đi cho lại cho em thay cùng thế này? À, hôm nay bố mẹ anh đi làm hết rồi, có mỗi nó ở nhà rồi, không ai trông nó cả, nên là anh cho nó lên cùng. Mà em yên tâm đi, nó ngoan lắm, chỉ ngồi một chỗ đâu, nó không làm gì đâu. Em chẳng thích thế gì cả. Đi lên xe đi nhá, cho anh xin lỗi hôm nay thôi nhá, sao anh không thấy đâu. Lúc này rồi nhá. Được rồi, em xe đi, em xe đi. Anh Phương đâu rồi?
nào có ai ngồi một nơi hoang vắng như này nhỉ? Ô, bạn ơi! Ô, anh Phương! Ờ, bạn của anh Phương nào ấy? Mình không phải tên Phương đâu. Ô, không phải anh Phương à? Ô, kìa bạn! Sao bạn lại khóc thế? Mà bạn đi tìm anh Phương nào đây? Bạn, anh Phương là anh trai mình bạn à. Anh ấy cho mình đi chơi, rồi anh đi chơi lại bỏ mình. Bây giờ mình đi tìm anh ấy, mình bị lạc rồi. À, là ra vậy. Mà bạn ơi, đường vào cái khu này loằng ngoằng thế mà sao bạn lại vào được trong này đấy? Mình cũng không biết nữa, mình cũng đi chạy tìm anh mình thôi. Thế là vào đến đây. À, thôi được rồi, để mình đưa bạn về. Chứ khu này loằng ngoằng này, bạn ra làm sao được? Mà nhà bạn ở đâu đấy? À bạn ơi, nhà mình ở tận Tiền Phong cơ. Mà ở Tiền Phong, ở đây cũng xa không bạn? À, Tiền Phong à? Hình như cách đây cũng xa đấy bạn ạ. Thôi, để mình đưa bạn về. À thì à, thì mình cảm ơn bạn nhá. Ừ, đi bạn. Ơ, mẹ. Ơ, Phương à? Mẹ! Hưng! Anh Phương vừa đi tìm con sao? Mẹ đừng nghe!